vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự cuối ngày được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì họp với các bộ cơ quan địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Giang Nghĩa, Trơn Thành. Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính toán chắc chắn, kỹ lưỡng, tất cả vì việc chung, cân bằng lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Sau những hậu quả đau lòng từ những vụ hỏa hoạn xảy ra tại các quán karaoke, nhiều cơ sở karaoke phải tạm đóng cửa để khắc phục theo quy định phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, đã qua nửa năm nhưng công tác khắc phục vẫn còn nhiều khó khăn và lúng túng. Quảng Nam nâng cấp quốc lộ 14E, khai thông điểm nghẽn kết nối hạ tầng Đông Tây, tạo thế và lực giúp thúc đẩy thông thương. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ cơ quan địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Giang Nghĩa, Đắk Nông, Trơn Thành, Bình Phước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định phải thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông chiến lược. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết cho 6 vùng, đều xác định rõ các tuyến đường cao tốc phải đầu tư xây dựng. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ sẽ có tổ công tác để phụ trách 2 dự án kể trên. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phụ trách tổ công tác này để giải quyết các thủ tục liên quan, yêu cầu các bộ cử thứ trưởng tham gia tổ công tác. Các tỉnh phải lập tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đứng đầu để chỉ đạo đôn đốc thực hiện 2 dự án này. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các nhà thầu tư vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính toán chắc chắn, kỹ lưỡng, tư vấn thiết kế tuyến đường phù hợp, tất cả vì việc chung, cân bằng, lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Tư vấn phải trung thực, khách quan, không được tiêu cực, tham nhũng, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp vào cuộc. Thủ tướng nhấn mạnh quy mô tuyến đường cao tốc phải đảm bảo 4 làn hoàn chỉnh, tính toán lại tổng mức đầu tư, suất đầu tư phù hợp tình hình, đảm bảo tuân thủ luật pháp, đảm bảo hạn mức tín dụng của ngân hàng. Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh chuẩn bị ngay các mỏ và giao trực tiếp cho chủ đầu tư, nhà thầu, không được lòng vòng. Đề nghị Hội đồng Nhân dân các tỉnh theo thẩm quyền phê duyệt quy hoạch liên quan đến đất đai và rừng. Thủ tướng tin tưởng với khí thế, nhiệt huyết của các bộ ngành, đặc biệt là các địa phương, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm thành công. Tối qua theo giờ địa phương, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới EPU lần thứ 146 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu đến từ gần 140 quốc gia, trong đó có 44 chủ tịch quốc hội và gần 30 phó chủ tịch quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc Đại hội đồng. Trước đó, đoàn đã tham dự cuộc họp ASEAN Cộng 3 và cuộc họp nhóm địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, tham gia họp diễn đàn nữ nghị sĩ. Trong các ngày tiếp theo, đoàn sẽ tham dự các phiên họp toàn thể của Đại hội đồng, Hội đồng điều hành, các ủy ban thường trực, diễn đàn nghị sĩ trẻ và các hoạt động bên lề của hội nghị. Đại hội đồng IPU 146 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 sẽ tập trung thảo luận chủ đề chung, thúc đẩy sự chung sống, hòa bình và các xã hội bao trùm, chống lại sự không khoan dung. Cũng từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, tại Manama, thủ đô Bahrain, diễn ra hội nghị Hiệp hội Tổng thư ký Nghị viện Thế giới. Đoàn đại biểu Ban thư ký Quốc hội Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Đây là hội nghị thường niên được ASGP tổ chức song song với Đại hội đồng IPU. Hội nghị lần này với nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực cho hiện tại và cả tương lai đối với cơ quan tham mưu giúp việc của Nghị viện các nước. Nội dung được các đại biểu thảo luận chia sẻ tại hội nghị gồm các chủ đề, sự tham gia của người dân vào hoạt động của nghị viện, bất bình đẳng giới trong nghị viện, đâu là giải pháp, nghị sĩ và các xung đột về lợi ích, vai trò của nghị viện trong chống biến đổi khí hậu và bảng câu hỏi để xây dựng hướng dẫn thực hành tốt nhất cho nghị viện số. Theo chương trình, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam sẽ phát biểu tại hội nghị vào phiên họp toàn thể sáng ngày 13 tháng 3 theo giờ Bahrain. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, năm 2022, tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà Tòa án Nhân dân tối cao và các Tòa án Nhân dân cấp cao phải giải quyết là gần 12.000 đơn, nhưng chỉ giải quyết được 41,5%, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Dự kiến tại phiên họp thứ 21 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
chị Văn Thị Hương, trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vừa qua, bị hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên mức án 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, trước, trong và sau quá trình xét xử, chị Hương đã có nhiều đơn thư kiến nghị, khiếu nại vì cho rằng mình không phạm tội, hồ sơ vụ án có nhiều điểm chưa được làm rõ. Tôi đã gửi đơn kèm theo hồ sơ tài liệu giấy tờ để gửi đến các cơ quan chức năng bao gồm Tòa án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm cung cấp các cái tình tiết, các cái chứng cứ để đề nghị được xem xét lại bản án theo hình thức giám đốc thẩm đúng với quy trình của pháp luật và để tránh sự oan sai cho mẹ con tôi. Liên quan đến cái việc mà thu hồi đất đai để làm quảng trường biển và cái ta gọi là cái dự án lớn của Sầm Sơn Thanh Hóa thì chỗ này cũng có nhiều ý kiến đơn thư và đặc biệt là có những cái dấu hiệu là sử dụng cái quyền lực để thu hồi đất rồi là điều tra truy tố là có cái dấu hiệu oan sai. Không chỉ riêng vụ án của chị Hương mà hàng năm có đến hàng ngàn vụ án có đơn đề nghị xem xét lại thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Khi họ thấy chưa vừa lòng hoặc người ta biết quyền người ta thì người ta đã thực hiện hết toàn bộ cái quyền năng pháp luật trao cho họ. Đó là của họ có quyền đề nghị giám đốc thẩm, đề nghị tái thẩm theo các căn cứ và các quy định của pháp luật. Khi mà dân trí dâng cao, ý thức pháp luật được nâng cao lên thì dường như mọi việc nó sẽ trở nên ngay ngắn hơn. Cũng cần lưu ý, giám đốc thẩm, tái thẩm không phải là cấp xét xử mà là thủ tục tố tụng đặc biệt để xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan trong phán quyết của tòa án. Khi bản án quyết định của tòa án không làm cho người bị kết án, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan tâm phục thì đa phần họ sẽ có đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Phiên họp về công tác tư pháp của Quốc hội cũng nêu ra tức là cái yếu về cái giải quyết đơn giám đốc. Đơn thì bây giờ nó phát sinh nhiều quá. Cuối cùng cũng kéo hết lên tối cao. Cái này có những cái bất hợp lý về quy định của luật. Trong tương lai chúng ta sẽ phải xử. Nhưng mà nói gì nói chúng ta vẫn còn đang hạn chế. Năm 2022, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của các tòa án chỉ đạt 41,5%, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Một trong những nguyên nhân đã được chỉ rõ đó là số lượng các loại vụ việc và đơn mà các tòa án phải thụ lý, giải quyết có tính chất ngày càng phức tạp, chứng cứ không rõ ràng, mất nhiều thời gian xác minh, dẫn đến áp lực rất lớn. Dự kiến tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về nội dung này. Bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Những năm vừa qua, Việt Nam đã mở nhiều tuyến đường chiến lược theo trục Đông Tây, khai thông tuyến giao thương hàng hóa từ Thái Lan, Lào, Campuchia. Hiện thực hóa chiến lược đó, tỉnh Quảng Nam đã vận dụng mọi nguồn lực để phá thế cô lập ở phía Tây bằng việc nâng cấp quốc lộ 14E, khai thông điểm nghẽn kết nối hạ tầng Đông Tây, tạo thế và lực giúp thúc đẩy thông thương. Tháng 8 năm 2021, cửa khẩu Nam Giang, Đắc Tà Ốc chính thức trở thành cửa khẩu quốc tế, mỗi ngày đón hàng trăm lượt xe vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đông Nam Thái Lan và Hạ Lào vào miền Trung Việt Nam. Trước đây là nó khó khăn nhưng đến giờ là nó được thông thương rồi thì là trở thành quốc tế thì đi lại kể cả người và xe thì nó thoải mái hơn và nó thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và cho cánh tài xế không phải nằm chờ. Thế nhưng tuyến đường quốc lộ 14E vốn đã cũ, mặt đường hẹp, độ dốc lớn với nhiều điểm đen giao thông khiến việc phát huy vai trò cửa khẩu quốc tế này bị hạn chế. Sau thời gian dài chuẩn bị về mặt bằng và vốn, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E với chiều dài khoảng 75 km, quy mô đường ô tô cấp 4 đồng bằng, nền đường rộng 9 m đi qua 3 huyện, Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam. Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam đã đưa việc giải phóng mặt bằng tuyến đường này trở thành một trong những công trình trọng điểm được Ban Thường vụ chỉ đạo và Ban giải phóng mặt bằng, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của tỉnh theo dõi đôn đốc. Dự án này hiện thực hóa cam kết nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Công Lào, mở toang cánh cửa kết nối Đông Tây, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch
giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung, Nam Lào và Đông Nam Thái Lan. Gần như trong cái kỳ họp nào thì các vị đại biểu Quốc hội cũng nhắc về một số cái tuyến đường, trong đó là đặc biệt là cái 14E này, báo cáo với các đồng chí như vậy. Và chính vì cái tầm quan trọng như vậy cho nên là ngay từ đầu nhiệm kỳ thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã rất quyết liệt chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án 4 và các cơ quan đơn vị liên quan để khẩn trương triển khai các cái thủ tục đầu tư. Người dân ở địa phương ở đây là rất vui mừng, có được đường rộng, mong rằng cái thi công còn sớm được càng tốt, chọn sạch sẽ bất cứ đường, người dân đi lại cũng sướng hơn. Nếu có bị ảnh hưởng thì người dân ở đây cũng sẵn sàng hy sinh thôi, hy sinh để cho con đường cho đẹp. Quảng Nam đã có sẵn lợi thế phát triển logistics dựa vào hệ thống cảng biển được quy hoạch, đầu tư bài bản cùng các khu công nghiệp, khu kinh tế phát triển mạnh. Khi hệ thống giao thông được khớp nối đồng bộ sẽ tạo điều kiện cho địa phương phát triển công nghiệp, du lịch và khai thác tối đa hành lang kinh tế Đông Tây. Thưa quý vị, sau những hậu quả đau lòng từ những vụ hỏa hoạn xảy ra tại các quán karaoke, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Nhiều cơ sở karaoke phải tạm đóng cửa để khắc phục theo quy định phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, đến nay đã nửa năm, công tác khắc phục vẫn đang gặp lúng túng. Đập đi rồi xây lại, bức tường này đã phải làm lại lần thứ 5 trong 2 tháng. Cơ sở karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang tìm cách khắc phục để đảm bảo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Tôi khắc phục được gần đến 8%. Tôi đang làm đúng theo quy định của nhà nước, đó là vật liệu không cháy có cháy rồi. Đây, cái vật liệu tôi đang ốp trên tường đây đúng không ạ? Là tấm PC vân đá. Cách đó không xa, cũng trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hộ kinh doanh karaoke này thì đang gấp rút hoàn thiện phần cửa thoát hiểm để kịp thời đón khách dịp lễ 30 tháng 4. Mất phương hướng, không có cái hướng nào để sửa chữa, rất muốn sửa chữa nhưng không biết sửa chữa theo cách như thế nào cho đúng. Theo các cơ sở kinh doanh karaoke, công tác khắc phục phòng cháy chữa cháy thường rơi vào các hạng mục như lối thoát hiểm, chuông báo cháy khẩn cấp, hệ thống phun nước tự động hay vật liệu nội thất thay thế. Những cơ sở karaoke trong phố, sát khu dân cư thường được tận dụng sửa chữa lại từ nhà ở, xây hết diện tích đất nên yêu cầu về lối thoát hiểm phía ngoài đang gặp nhiều khó khăn. Còn các cơ sở karaoke nằm trong khu vực quy hoạch thì chọn vật liệu chống cháy lại là sự lúng túng. Chẳng hạn như quán karaoke này tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, dù đã sửa chữa 80% nhưng những hạng mục trong phòng thì vẫn chưa tìm được loại vật liệu chống cháy, trong khi các hướng dẫn của cơ quan chức năng cũng chưa thật sự rõ ràng. Hoàn toàn là chưa có mẫu hướng dẫn cụ thể, và chỉ nói là những cái mẫu nói chung là mẫu vô cơ, có nghĩa là không có khả năng gây cháy. Đấy, thế còn là cái mẫu đó là do chúng tôi phải tự đi kiểm định. Tôi rất mong là nếu như có cái hướng dẫn cụ thể vật liệu gì để làm và như thế nào thì được, để các doanh nghiệp có thể nhìn vào đó là mình làm có tiếp tục ngành nghề hay không. Theo cơ quan công an, việc hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là về vật liệu cũng chưa có một quy chuẩn cụ thể. Người dân phải tự tìm vật liệu gửi đi kiểm định. Bây giờ mà mua trên thị trường mà chưa kiểm định đã đưa vào lắp đặt thì sau này cái việc chứng minh sau khi đã hoàn thiện và chứng minh cái vật liệu này là vật liệu không cháy và có cháy để đạt được cái chỉ tiêu theo quy chuẩn là cũng sẽ khó thực hiện. Vật liệu cách âm thường bằng tấm mút xốp nên dễ bắt lửa. Chính vì thế, hàng loạt nhà hàng, cơ sở dịch vụ karaoke đang gặp lúng túng trong việc lựa chọn các loại vật liệu đúng quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, đồng thời đáp ứng về việc cách âm hiệu quả. Hiện trên thị trường cũng chưa có nhà cung cấp vật liệu đủ tiêu chuẩn về hai chức năng trên. Theo quy định của luật du lịch, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú được tự nguyện đăng ký xếp hạng sao. Việc được cấp đánh giá về thứ hạng sao phải được các cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và đánh giá. Tuy nhiên, trên thực tế, tại một số địa phương, tình trạng một số cơ sở lưu trú, khách sạn tự phong sao để quảng bá và thu hút du khách đã diễn ra. Vô hình chung tạo ra sự mất công bằng trong hoạt động kinh doanh lưu trú và làm méo mó hình ảnh du lịch trong mắt du khách. Sầm Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng của xứ Thanh, nơi có trên 710 cơ sở lưu trú với khoảng 25.000 phòng nghỉ. Dù chỉ có một khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao, nhưng ngay trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, vào thời điểm phóng viên ghi hình, cơ sở lưu trú này cũng gắn biển quảng cáo là khách sạn 5 sao để thu hút du khách. Hiện tại, theo số liệu và thống kê của ngành
và Tổng cục Du lịch cấp thẩm định thì chưa có khách sạn Vũ Phong Prize được 5 sao. Chúng tôi nắm bắt tình hình và sẽ xuống để kiểm tra và đồng thời là cũng sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc gắn sao khách sạn thể hiện chất lượng của từng khách sạn như cơ sở vật chất, thái độ phục vụ. Tuy nhiên, một số khách sạn được xếp hạng sao nhưng qua thời gian đã xuống cấp, không được tu bổ, sửa chữa cũng khiến giá trị sao không còn nguyên vẹn. Chẳng hạn khách sạn này cũng đạt 4 sao nhưng đã đưa vào khai thác lâu năm nên nhìn bên ngoài cũng có phần xuống cấp, kém sang so với số sao được công nhận. Thành phố Sầm Sơn thì có ảnh hưởng của cái điều kiện khí hậu ven biển cho nên các cái cơ sở lưu trú thì nó cũng xuống cấp và bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tự phong sao khách sạn là chiêu thức của không ít cơ sở kinh doanh lưu trú ở nhiều địa phương. Thực trạng trên đã gây ra sự nhiễu loạn trên thị trường dịch vụ lưu trú khi chất lượng không đáp ứng yêu cầu. Lúc đó, du khách là người phải chịu thiệt thòi khi niềm tin bị đặt sai chỗ. Thật thì mọi người mới đến chứ cần đến một quảng cáo đẹp rồi mà ra mình đến tận nơi mà thất vọng thì thực sự là không ai muốn đến lần hai đâu. Những cái đơn vị mà quảng cáo trái hình thì trước hết là thông báo cho lần một cho anh em biết, cơ sở kinh doanh biết. Lần thứ hai thì có thể ra lệnh đình chỉ hoạt động, không cho hoạt động. Các cơ quan quản lý về du lịch ở nhiều địa phương đã không ít lần tổ chức tuyên truyền phổ biến, quy định pháp luật và xử lý vi phạm liên quan đến việc kinh doanh, dịch vụ lưu trú. Trong đó có quy định về việc quảng cáo hạng sao nhằm giữ vững và phát triển thương hiệu địa phương. Nhưng trên thực tế, việc xử lý gặp không ít khó khăn bởi doanh thu lợi nhuận hiện nay cao hơn mức xử phạt. Thưa quý vị, năm 2023 là năm cột mốc đánh dấu kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam, Italia. Và ngày thiết kế Italia được lấy làm chủ đề chính xuyên suốt chuỗi sự kiện này. Sự kiện sẽ góp phần tích cực trong việc tăng cường hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và thương mại. Đại học xây dựng trưng bày một số tác phẩm theo chủ đề Ngày thiết kế Italia. Đây là những tác phẩm của sinh viên trường Đại học xây dựng sau 2 tuần tham gia workshop, một trong chuỗi sự kiện kỷ niệm mối quan hệ ngoại giao hai nước trong năm nay. Những tác phẩm này lấy cảm hứng thiết kế từ những công trình kiến trúc nổi tiếng như Tháp nghiêng Pisa, Đấu trường La Mã. Ý nghĩa của buổi hội thảo ngày hôm nay thực tế là đầu tiên là mục tiêu là mang đến cho các bạn sinh viên một cái nhìn mới về sự quan trọng của chiếu sáng, ý nghĩa của chiếu sáng trong thiết kế kiến trúc nội thất. Hội thảo này là một cái bước tiếp theo sau cái tuần workshop mà sinh viên đã tham gia là thiết kế những sản phẩm nội thất, mà trong đó xen lẫn cả những cái ý nghĩa về chiếu sáng và cả những sản phẩm thiết kế ánh sáng. Thiết kế phụ thuộc vào tính sáng tạo, và tính sáng tạo có được từ những trải nghiệm lịch sử. Những sáng tạo thiết kế của Italia là những trải nghiệm từ lịch sử vô cùng quý báu. Hội thảo chất lượng chiếu sáng, năng lượng thiết kế cho con người và môi trường là hoạt động thứ hai được tổ chức trong sự kiện lần này. Buổi giao lưu chia sẻ giữa đơn vị chuyên môn đến từ Italia với sinh viên hướng tới những thiết kế chất lượng cho cuộc sống và bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sáng nay tại phố sách Hà Nội đã diễn ra lễ công bố thương hiệu sách Einstein Book and More và tọa đàm Mỗi đứa trẻ là một thiên tài. Sự kiện với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách khoa học của thế hệ trẻ, học sinh các cấp. Einstein Book and More ra đời với mục đích định vị lại thương hiệu, sản phẩm và xây dựng những dịch vụ mới. Ba mảng hoạt động chính là xuất bản sách khoa học và giáo dục, phát triển và tư vấn, cung cấp sách cho thư viện các trường học, doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành, thư viện cá nhân, đồng thời cung cấp và đào tạo những khóa học giáo dục kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng đọc sách và phát triển văn hóa đọc cho các bạn trẻ. Đối với trẻ em cũng như là người lớn nói chung thì đọc sách sẽ giúp mang lại rất nhiều lợi ích. Trong đó đầu tiên phải nói đến đó là phát huy trí tưởng tượng. Một cái tác dụng lớn nữa đọc sách đối với trẻ đó là nó khơi gợi cảm hứng, và điều này rất là quan trọng. Bởi vì trên thực tế là có rất nhiều người thông minh nhưng không thể làm được điều gì đó bởi vì là họ thiếu động lực, thiếu cảm hứng. Với slogan Mỗi đứa trẻ là một thiên tài, sự kiện còn tổ chức tọa đàm giáo dục chia sẻ cùng các bậc phụ huynh cách khuyến khích và hỗ trợ con, nuôi dưỡng trí thông minh của trẻ, đồng hành cùng con để trở thành một thiên tài trong lĩnh vực mà con yêu thích.
thì em thấy hôm nay mọi người đã mang lại một cái buổi giới thiệu sách nó rất là vui, nó rất là hợp với tất cả các bạn học sinh ở mọi lứa tuổi, cùng với những cái câu chuyện rất là hay, lôi cuốn, nó mang tính truyền cảm hứng và cũng giáo dục rất là cao của các diễn giả. Với bộ sách này con cảm thấy nó rất là bổ ích, vui và thú vị khi con có thể tiếp cận với chân trời kiến thức dễ dàng hơn. Cuốn sách mà con tâm đắc nhất ở đây chính là cuốn sách về cơ thể người, nó giúp con hiểu rõ về chính bản thân mình hơn. Cùng với sứ mệnh tiên phong kiến tạo ra sản phẩm 3 trong 1 kết hợp giữa sách, thư viện, dịch vụ giáo dục, Einstein Book & More còn mong muốn thể hiện sự thay đổi sâu sắc trong tâm trí, trong hành động và định hướng tương lai của mình để thực sự là một nhà cung cấp dịch vụ sách và thư viện chủ lực tại Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank phát động giải chạy 60 năm Vạn trái tim, một niềm tin. Giải thu hút sự tham gia của hơn 25.000 người, đóng góp cho quỹ Vững Tương Lai, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó, tài năng. Quá trình phát triển. Với thông điệp xuyên suốt Vạn trái tim, một niềm tin, giải chạy không chỉ đơn thuần mang tính chất thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, mà còn mang ý nghĩa gắn kết vì cộng đồng. Tham gia giải chạy, toàn bộ thành tích của các vận động viên sẽ được Vietcombank quy đổi thành tiền để xây dựng quỹ Vững Tương Lai, dành để hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tài năng. Mỗi km chạy, các vận động viên sẽ đóng góp 60.000 đồng vào quỹ Vững Tương Lai. Tổng giá trị quy đổi đóng góp vào quỹ Vững Tương Lai dự kiến lên đến trên 11 tỷ đồng. Một trải nghiệm rất là thú vị và tuyệt vời luôn. Mình rất là vui bởi vì mình đã góp được phần nhỏ bé vào thành công chung của ban tổ chức giải chạy. Hôm nay con tham gia giải chạy, con cảm thấy rất là vui và phấn khích khi hoàn thành được mục tiêu và con sẽ cố gắng con luyện tập để sau này có thi nhiều nữa. Hôm nay cơ quan tổ chức cái giải chạy này tôi rất là vui vì tham gia được một cái giải chạy vừa có ý nghĩa, vừa rèn luyện sức khỏe và vui nhất đấy là có cái huy chương. Giải chạy 60 năm Vietcombank Vạn trái tim, một niềm tin dành cho cán bộ, nhân viên cùng người thân, khách hàng, đối tác của Vietcombank được tổ chức thành hai đợt, gồm giải phong trào cự ly 6 km tổ chức đồng loạt trên toàn hệ thống Vietcombank vào ngày 12 tháng 3 năm 2023 và giải chạy thành tích cự ly 6 km và 12 km được tổ chức tại thành phố Hà Nội vào ngày 19 tháng 3 năm 2023. Mặc dù lễ hội voi Buôn Đôn năm nay đã có rất nhiều sự thay đổi so với các lần trước, nhưng đây vẫn là một trong các chương trình được người dân và du khách mong chờ nhất trong chuỗi 18 sự kiện chính tại Festival Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Những năm trước, hội voi Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk diễn ra sôi động và náo nhiệt với các phần thi đua voi, voi đá bóng, với sự tham gia của 20 đến 30 chú voi khỏe mạnh. Năm nay, lễ hội voi Buôn Đôn chỉ còn 7 chú voi tham gia, đồng thời có sự thay đổi toàn diện các nội dung tranh tài nhằm mục đích bảo tồn, chăm sóc đàn voi nhà hiện có, tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như lễ cúng voi, thi trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi, cùng với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, ca sĩ, vũ công và văn công múa phụ họa cho những chú voi. Sự thay đổi này không làm giảm không khí của lễ hội, mà ngược lại còn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và du khách. Voi rất là hoành tráng, thành thử thấy là rất là đông vui. Mong sau này là nhà nước mở cái lễ hội voi như thế này cho bà con được là vui. Mình sử dụng voi như thế này là để thân thiện với môi trường, thân thiện với con người, cho nên tôi thấy cái chủ trương này rất là đúng đắn. Có thể nói việc thay đổi các hoạt động trong lễ hội voi Buôn Đôn lần này là nhằm giải phóng hoàn toàn sức lao động cho những chú voi Buôn Đôn đã có độ tuổi trung bình gần 40 tuổi. Số lượng voi tại Tây Nguyên cũng ngày càng suy giảm, nhưng đến nay dù đã trải qua 30 năm, vẫn chưa có giải pháp nào có thể nhân giống đàn voi nhà như trăn trở của các cơ quan chức năng và các nhà khoa học. Cái việc mà bảo tồn và phát huy rồi duy trì cái đàn voi trong cái thời gian sắp tới thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà có thể thì chính phủ sẽ quan tâm cho chúng ta nhập khẩu một số voi mà nuôi của các nước xung quanh Đông Nam Á đấy, để rồi là nhân giống cùng với đàn voi nhà của huyện Buôn Đôn. Chứ bây giờ nếu như mà những con voi ở đây nguồn gốc của nó là toàn là voi chiến thôi, tức là voi người ta săn về rồi để rồi đi săn con voi khác.
Được biết đây là năm đầu tiên thực hiện nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 5 năm giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Động vật Châu Á về chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện. Hội voi Buôn Đôn cũng là hoạt động nằm trong hành trình du lịch của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 nhằm giới thiệu những tiềm năng phát triển du lịch văn hóa sinh thái của huyện Buôn Đôn nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung. Và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm nay và ngày mai có mưa nhiều nơi, nhiệt giảm. Miền Nam ngày mai nắng sớm, nhiều nơi nóng diện rộng. Đêm nay và ngày mai thì không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, những cơn mưa rào sẽ giảm dần, trời khô ráo. Gần sáng và ngày mai miền Bắc mưa sẽ giảm xuống còn vài nơi. Mức nhiệt thấp nhất đêm nay ở Trung Du và vùng núi phía Bắc dao động trong khoảng từ 14 cho tới 16 độ. Các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ cũng giảm chỉ còn 16 cho tới 17 độ. Sang ngày mai thì miền Bắc trời khô ráo nhưng mây thì vẫn nhiều. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng tới Bắc miền Trung. Trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục mở rộng. Vùng ảnh hưởng xuống phía Nam dưới tác động của không khí lạnh, đêm nay từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa và nhiệt độ giảm mạnh xuống còn từ 19 cho tới 21 độ. Trong khi đó thì ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định thì trời se se lạnh, nhiệt độ giảm còn từ 24 cho tới 26 độ. Từ Phú Yên trở vào cho đến Khánh Hòa thì nhiệt độ cao từ 28 cho tới 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đón ngày đầu tuần với thời tiết tạnh giáo, có nắng từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng nhẹ, nhiều điểm nhiệt độ cao 30 cho tới 31 độ. Trong đó miền Đông Nam Bộ với mức nhiệt là từ 35 cho tới 36 độ. Trong khi đó ở miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng từ 33 cho tới 35 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, đêm nay và ngày mai ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét và biển động mạnh. Còn với huyện đảo Trường Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.